ai cho cô vô đây? Mày đã nhận ra đó là ai chưa? Tôi xin lỗi, tôi tình cờ đi nhầm phòng. Mày đã bước vào đây rồi thì đừng hòng ra khỏi chỗ này. Bà nghĩ bà cản tôi được sao? Đúng như dự đoán, số 1 và số 3 đã vội vàng gặp nhau sau khi số 3 đã biết thông tin. Hiện tại á là tên Tháp Tùng đã biết mặt em. Em không vào trong được. Anh xử lý một mình được không? Các đồng chí hãy ra soát vòng ngoài. Chờ số 1 ra thì theo chân. Còn tôi sẽ vào bên trong. Dạ chào anh. Chào cô. Cho tôi gặp chủ nhà hàng. Chủ nhà hàng không có ở đây ạ. Vậy cho tôi gặp quản lý. Dạ, chào anh ba. Có chuyện gì mà anh ba gọi em tới gấp vậy? Tôi vừa họp ra, họ đã bắt được một nhóm mua bán chất mới và đã tịch thu 5 can nhựa màu xanh. Chuyện này ông biết chứ? Em chưa nghe ai nói hết. Giờ mày đã nhận ra người ngồi trên bàn thờ kia là ai rồi chưa? Là A Quẩy. Anh trai tao đã bị mày sát hại dã man. Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi đó. Thì ra A Quẩy là anh trai của bà sao? Tao rất là muốn cắt đứt cuống họng của mày ngay từ bây giờ. Nhưng tao sẽ dành điều này cho Ca Di Ly, con trai ông ấy. Ca Di Ly là con trai của A Quẩy. Giờ mày biết thì cũng đã muộn rồi. Hey! Vậy xuống xe. Xuống xe. Đi. Nhanh.
Dung! Chúng ta đã sơ hở ở điểm nào mà họ có thể nhúng tay vô nhanh như vậy? Tôi không biết là họ đã nắm gáy mình chưa, nhưng mà những thông tin tôi thông báo cho ông rất chính xác. Tôi nghĩ là ông nên tính tới nước cờ cuối đi. Anh cho em một chút thời gian suy nghĩ được không? Mọi chuyện không thể nào kết thúc như vậy được. Tôi đang làm việc, có chuyện gì mà bà cứ gọi liên tục vậy? Có biến căn tại nhà, Diêu Dương đã phát hiện ra sự thật. Tôi bắt giam cô ta cho ông chủ về xử lý. Trời ơi, sao mọi chuyện lại đổ ập lên cùng một lúc như vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ tranh thủ về nhà giải quyết. Lại có chuyện gì xảy ra vậy? Nhà em có một chút chuyện mà chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu, em giải quyết được. Vậy thì ta bàn tiếp đi, tôi muốn biết kế hoạch của ông. Anh ba có nghi ngờ gì về chiến dịch truy quét đường dây sản xuất ma túy của chúng ta không? Theo anh ba thì họ đã biết được những gì rồi? Chuyên án này rất bí mật, đã có một số con nghiện chết vì chất mới, cho nên họ đưa cái loại nước vui vẻ này vào tầm ngắm và quyết tâm triệt phá nó cũng không có gì lạ. Em mới gây dựng nên chỗ này, không thể phá hủy nó sớm như vậy được. Theo tôi, ông nên hốt cú chót rồi biến đi, tốt cho ông và cả tôi nữa. Nếu còn chần chờ công an ập đến thì ngoài cái án tử hình treo lơ lửng trên đầu, ông sẽ trắng tay và chẳng còn gì hết. Anh ba có nghi ngờ gì về chiến dịch truy quét đường dây sản xuất ma túy của chúng ta không? Theo anh ba thì họ đã biết được những gì rồi? Chuyện án này rất bí mật, đã có một số con nghiện chết vì chất mới, cho nên họ đưa cái loại nước vui vẻ này vào tầm ngắm và quyết tâm triệt phá nó cũng không có gì lạ. Em mới gây dựng đến chỗ này, không thể phá hủy nó sớm như vậy được. Theo tôi, ông nên hốt cú chót rồi biến đi, tốt cho ông và cả tôi nữa. Xong rồi, em chuyển tiền liền cho nhà máy nha, để họ trả tiền nguyên liệu. Dạ, em sẽ chuyển liền, em xin phép chị. Ừ. Alo. Em, anh Hiếu đây. Anh Hiếu. Em bình tĩnh, nghe theo sự chỉ dẫn của anh. Kế bên công ty mình có cái siêu thị, bây giờ em tới đó như đi mua đồ, anh sẽ gặp em ở đó. Nhưng mà tại sao anh em mình phải gặp nhau lén lút như vậy? Sao anh không đến công ty? Đừng hỏi anh tại sao. Chút xíu nữa sẽ giải thích khi gặp em. Dạ, anh có phải? Dạ, anh...
Nó đâu? Trong phòng thờ. Rồi mọc lên. Cha, cha có nhớ gương mặt của kẻ sát nhân năm xưa không cha? Nó đây, mày hãy dập đầu đẩy cha tao đi còn khốn. Anh đây. Anh Hiếu. Em cứ lựa đồ bình thường đi, đừng để ý tới anh. Có người đang theo dõi. Phải bình tĩnh lại mới nói chuyện được. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em nhưng mà không có thời gian. Anh muốn hỏi em một câu. Em có tin anh không? Em tin anh. Anh đang làm một việc rất quan trọng. Xong việc anh sẽ về nhà với má với em. Đừng hỏi gì anh hết. Chỉ cần em nghe lời anh, tránh xa Kazili ra. Nhưng mà ông ta đang ký hợp đồng với công ty. Em thấy ông ta rất tốt. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người. Ông ta là một tên trùm ghê gớm, từng bắt tay với Duy Kha. Cả hai đều liên quan đến cái chết của Quý. Nghe lời cảnh báo của anh, đừng tiếp xúc với ông ta nữa. Anh phải đi đây. Bây giờ mày có gì để nói với tao không? Hả? Bây giờ tao cho mày một ân huệ cuối cùng trước khi chết. Thì ra mày đã giăn bẫy tao từ ngay lúc đầu. Tất cả là một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Mày đã cố tình tiếp cận tao, tao cũng vẫn giờ sập bẫy mỹ nhân của mày. Mày tham vọng lên làm bạch trùm. Tao cho mày cơ hội đó. Thằng khốn, mày theo dõi tao từ khi nào? Ngay từ khi mày ngồi ở trong tù, tao đã theo dõi mày cho đến ngày mày bước ra khỏi bốn bức tường đó. Tao chưa bao giờ rời mắt khỏi mày. Tao hiểu rõ cái bản chất hiếu thắng, tham tiền và quyền lực của mày. Và tao đã lợi dụng cái điểm yếu chết người này, từ từ đưa mày vào trong. Mày nghĩ mày có thể lợi dụng tao? Mày nghĩ mày có thể chiếm được ngôi đầu của tao sao? Cút đi.
đi. Đem thủ tiêu nó đi, nhốt tụi nó lại chỗ này, còn chiếc xe ở dưới mà đốt bỏ cho tôi. Còn cái xe của nó đem đi phi tang luôn đi. Dạ ông chủ. Em đến nhà gặp anh có chuyện gấp. Chính ông ta là kẻ đã hại chết anh Quý sao? Sao mình có thể bắt tay làm việc với người đã hại chết chồng mình chứ? Bây giờ mình phải làm sao đây? Đúng rồi, mình phải cố tiếp cận ông ta để tìm thêm thông tin giúp anh Hiếu. Chào ông, tôi có thể ghé qua nhà ông để nhờ ông tư vấn giùm tôi về lĩnh vực bất động sản mà hôm bữa ông nói với tôi đó. Ok, tôi sẽ cho Trường Thịnh đến công ty đón cô. Dạ, cảm ơn ông. Hẹn gặp lại, chào cô, bye bye. Dạ em nghe anh Hải. Em đang trên đường về biệt thự của Chiêu Dương. Dạ dạ anh, em biết rồi. Cậu đến công ty đón Trúc Trà về nhà tôi gấp. Con cừu nó muốn đến nộp mạng à? Hay lắm. Lão bà, có chuyện gì mà ông gọi tôi tới gấp dữ vậy? Đúng rồi, tình hình rất căng. Bây giờ ông đến ngay nơi sản xuất, kêu đàn em đưa hết hàng ra. Có thể công an đã tìm tới nơi rồi. Căng vậy sao? Ông làm theo lời tôi nhanh đi. Dạ. Nhưng mà số hàng đã chuyển đi đâu? Bây giờ tôi sẽ gọi cho Peter. Ông ta sẽ báo địa điểm nhận hàng. Sau đó tôi sẽ nhắn tin lại cho ông. Chúng ta sẽ làm cú chót rồi cao chạy xa bay. Yên tâm đi, tôi không bỏ rơi ông đâu. Đi đi. Dạ anh Hải, Chiêu Dương không có ở nhà. Em gọi cho cổ cũng không được luôn. Anh có lần theo định vị xe của cổ không? Xe của Chiêu Dương đang nằm ở dưới hầm của một bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Trinh sát đang canh chừng chiếc xe. Bây giờ phải làm gì tiếp theo hả anh? Bây giờ em về đội đi, rồi chúng ta bàn tiếp. Dạ.
đã đến lúc chúng ta chia tay. Cảm ơn hai vợ chồng cô Dưỡng đã ở bên tôi trong thời gian qua. Cô không đi đâu hết, cô sẽ ở lại bảo vệ con đến hơi thở cuối cùng. Kha Di Ly à, cho cô ở lại đi. Tôi đã mất cha, chỉ còn cô là người thân duy nhất. Tôi không muốn sống cô độc trong cuộc đời này. Vợ chồng cô hãy cầm lấy số tiền này, quay về Phúc Kiến để đợi tôi. Làm sao hai vợ chồng tôi có thể ra đi được khi cháu còn gặp rất nhiều nguy hiểm ở nơi đất này? Tụi nhỏ sẽ bảo vệ tôi. Hai cô Dưỡng nên đi đi. Kha Di Ly à, thà cô chết để cho con được sống, cho cô ở lại đi Kha Di Ly à. Tôi sẽ ở lại với bà. Hai người hãy đi đi. Đây là lệnh, hai người không được cãi. Tôi không có thời gian để cãi với các người. Mau đi đi. Đã đến lúc cất gió, các đồng chí hãy tập trung chuẩn bị lực lượng tấn công vào những mục tiêu mà chúng ta theo dõi lâu nay. Chúng ta vẫn chưa tìm ra được nơi sản xuất, liệu bắt bọn chúng vào thời điểm này có ổn hay không? Chúng ta giăng lưới bắt hết toàn bộ cá lớn vào rọ thì việc truy tìm ra hang ổ của chúng chỉ là vấn đề thời gian. Em nghi ngờ là hiện giờ có biến lớn trong nội bộ của chúng. Việc Chiêu Dương đột ngột mất hết tín hiệu, cả xe lẫn điện thoại, đặt cho chúng ta một dấu hỏi lớn. Tôi biết bọn chúng có một lực lượng rất là hùng hậu. Những tay mang mác là dân dân phòng, những tay vệ sĩ thực chất đều là tay chân của tên trùm. Các đồng chí hãy lên kế hoạch cụ thể và phương án rõ ràng, tuyệt đối không được chủ quan với thế lực ngầm của tổ chức này. Các đồng chí chú ý, đây là những mục tiêu mà chúng ta sẽ tấn công bất ngờ. Chào cô. Sao tay cô run quá vậy? Trương Thịnh, cậu đi tập hợp một đội mạnh đến ngay cho tôi. Đi đi. Mời cô vào nhà. Xin mời ngồi. Mời cô uống nước. Cảm ơn. Cô muốn tôi tư vấn về bất động sản? Cô muốn đầu tư về lĩnh vực này sao? Kẻ sát nhân có gương mặt hào hoa. Nhà ông đẹp quá. Cảm ơn cô. Thường thì tôi sẽ lấy phí trước khi tư vấn, nhưng với em tôi sẽ miễn phí. Tới đây có mục đích gì? Cô dò la tin tức gì của tôi phải không? Đúng, tôi tới đây để nhìn rõ bản mặt của kẻ đã giết chồng tôi đó. Vừa
giờ thì mày đã nhìn thấy rồi đó. Mày làm gì tao? Anh kêu tôi tới đây để chứng kiến cảnh này hả? Mày đi đâu? Mày đứng lại đó. Con đi. Mày đi đâu? Im đi, mày lại. Im lặng đi. Im đi. Đi ra tao. Cởi trói ra cho chị, nhanh lên. Dạ. Nhanh đi em. Nhanh đi. Không được, cứng lắm chị ơi. Họ vô tới bây giờ. Nhanh lên à. Kiếm cái gì đó cắt ra đi, chứ gõ không có được đâu. Nhanh lên. Dạ. Có không? Không có. Nhanh đi. Dạ. Họ vô tới bây giờ. Chị ơi, không có cái gì hết á. Để em cố gắng. Để em cố gắng. Anh cho em chính tay em giết chết kẻ tình địch của em, người mà em cầm ghét bấy lâu nay. Đừng, xin cô đừng có giết chị tôi mà. Đừng mà, tôi xin cô. Đừng mà, đừng. Đừng mà. Đừng, tôi xin cô đó. Đừng mà. Tôi xin cô mà. Cô đừng giết chị tôi. Cắt dây đi. Nhanh lên. Mỹ Kỳ, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Sao vậy hả Mỹ Kỳ? Đối với ông, phụ nữ chỉ là trò chơi. Tôi ngu muội lú lẫn mới có thể yêu một người có trái tim chó sói như ông. Đừng có nói nhiều nữa. Chính tay tôi sẽ giết thằng chó này.
Chị, tôi sẽ kết liễu tên trùm này. Chị nghĩ gì? Một tay sát thủ như tôi mà không bắn chết được gã hả? Đơn giản là gì? Tôi muốn hắn phải sống. Tại sao? Tôi muốn ông ta giao lại cái USB, trong đó có chứa công thức bào chế ma túy nước cho tụi mình. Đứng lại! Đứng lên! Đi! USB đâu? Hả? Mày đừng có nằm mơ! Sơn nữ, qua đây. Nó nhúc nhích, bắn nó liền. Đi tìm đi. Chắc là ở trong này. Có mã số. Bao nhiêu? Bao nhiêu? 15 05. Được rồi. Chị ơi, con người tới. Con người. Đi theo tôi. Đi tỷ. Đi nhanh lên. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ ơi. Ông chủ. Ông chủ ơi, ông chủ bị thương rồi. Cậu đuổi theo Mỹ Kỳ và Chiêu Dương ấy. Họ đã lấy đi cái USB của mình rồi. Đi, tôi không sao đâu. Nhưng mà giao tổ chim mẹ, bắt chim mẹ cho tôi và chờ lệnh. Chú cho đàn em vận chuyển hàng lên mặt đất, nhưng chỉ cho chuyển đến cửa, không ló mặt ra ngoài. Cắt cử hai ba đứa bỏ hàng lên xe tải. Dạ. Mạng trả mạng, coi như tôi hết nợ chị nha.
Dù sao cũng phải nói với cô hai từ cảm ơn. Mãi mãi là chị em tốt. Đây. Sao cô lại đưa cho tôi? Ngoài ông Trùm thì chỉ có chị làm giỏi việc này thôi. Chúng ta sẽ dựng lên một đế chế mới, mà ở đó phụ nữ sẽ làm chủ. Muốn như vậy chúng ta phải lên kế hoạch từ bây giờ, vì tôi biết chắc chắn ngoài kia ông Trùm đang cho người truy lùng mình. Chính như vậy chúng ta mới có mặt ở đây. Tôi nghĩ là họ đã có mặt ở nhà của mình rồi. Tỷ, Tỷ và Mỹ Kỳ đi ra ngoài tìm cách tập hợp nhóm của mình lại. Tôi sẽ đưa mọi người đến biệt thất đánh úp, lấy hết hàng của họ. Ok, tôi sẽ ở đây chờ. Tỷ, mua cho em bộ đồ mới. Điện thoại em cũng mất rồi, mua cho em điện thoại mới luôn. Được, để Tỷ. Hoàn hồn chưa? Tôi không ngờ là Mỹ Kỳ lại phản bội tôi. Thật ra trước đây Chiêu Dương từng cứu Mỹ Kỳ, nên đây có thể là hành động trả ơn. Bây giờ đã chia hai phe rõ ràng, cậu chọn phe nào? Tôi chọn lão bạn. Tôi có thể tin cậu không? Họ đã cướp cái USB chứa công thức pha chế, cậu đi lấy về lại cho tôi. Tôi không cần cậu giết Mỹ Kỳ, chỉ đi lấy đồ về trả lại cho tôi. Tôi sẽ đi tìm Mỹ Kỳ. Mọi chuyện ở trên đó diễn tiến ra sao rồi? Ok, tôi sẽ báo cho Peter địa điểm để nhận hàng. Ông cứ cho xe chạy đi. Chị, sao chị lại chọn con đường này? Một người yếu đuối như em thì làm sao mà hiểu được. Chị có hạnh phúc không khi sống trong một thế giới khắc nghiệt như vậy? Hạnh phúc thì không, nhưng mà vui vẻ và đạt nhiều khoái cảm. Chị không thích hợp cuộc sống tẻ nhạt mà mọi người gán cho chị hai chữ bình yên. Chị có tất cả quyền lực, tiền bạc, nhưng không có một gia đình. Có khi nào chị cảm thấy trống rỗng không? Cũng đôi khi. Tất cả các sự lựa chọn đều có cái giá của nó. Chị thà là một ngọn đuốc bùng sáng trong chốc lát, còn hơn là sống le lói suốt trăm năm. Em thực sự không hiểu. Em không tham sống quyền lực, giàu sang. Em chỉ biết sống theo cách đúng sai thôi. Em sẽ không bao giờ hiểu được, và cũng không nên hiểu để làm gì. Chị thấy em chọn đúng đường rồi mà. Ai vậy?
Tỷ nè, mở cửa cho tỷ đi. Nè, tỷ bỏ sim mới vô rồi. Tỷ lưu số tỷ với lại một số đứa trong nhóm nữa. Quần áo nè. Tỷ tranh thủ gọi tụi nó chưa? Tỷ liên lạc được rồi. Bây giờ đi gặp tụi nó nha. Ok. Tỷ à, cho em một ít tiền. Giỏ của em rơi lại nhà của nó rồi. Ừ. Nè. Dạ. Cảm ơn tỷ. Tỷ đi nha. Ừ. Em cẩn thận. Trúc Trà, thay áo mới đi. Mình ra khỏi đây. Đây nè, cầm tiền đi rồi đi taxi về. Không cần đâu chị, em về tới công ty rồi nhân viên trả cũng được mà. Cầm lấy đi, ngại cái gì nữa. Em sợ tiền bẩn không cầm chứ gì. Nhiều đầy đủ rồi. Chị, chị nhớ bảo trọng nha. Chị gửi má cho em chăm sóc. Em là đứa con ngoan, xứng đáng được nhận nhiều tình yêu thương của má. Em nói với má là quên đứa con ngỗ nghịch này đi. Công an, cứu tụi tôi. Anh em ơi, được cứu rồi. Được cứu rồi. Mình được cứu rồi. Cứu tụi tôi. Mình được cứu rồi. Được cứu rồi. Được cứu rồi mà qua. Anh em ơi, được cứu rồi. Chạy đi. Ôi, cơm. Ôi, đá, cơm. Gì vậy? Im lặng, không thôi tao bắn chết. Sao lại bắt tôi? Mấy người là ai? Thả tôi ra. Là ông. Tại sao lại bắt tôi? Đi mà hỏi con gái của bà rồi.
còn Chiêu Dương nó đã giết cha của tôi. Bà có còn nhớ người tên A Quẩy không? Trả thù cho cha có gì là sai? Báo cáo chỉ huy, đã phát hiện mục tiêu, đã phát hiện mục tiêu, xin đại lệnh. Bây giờ chúng ta đã có USB có công thức rồi. Chúng ta sẽ xây dựng một đế chế mới. Đúng. Một đế chế mới. Một cuộc chơi mới. Tỷ sẽ theo em tới cùng. Ta cũng vậy. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta chia ra lẫn trốn. Sau một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ gặp nhau nha. Alo. Con chó, tao sẽ giết mày. Ông không còn gì để nói nữa sao? Tao sẽ gửi qua điện thoại của mày số hình ảnh và cả địa chỉ. Đuổi con Chiêu Dương, đem cái USB tới đây, đuổi lấy mày sống mẹ nó. Má. Cuối cùng con cũng làm liên lụy tới má rồi. Casili. Casili. Chị tính sao? Tôi phải đi cứu má tôi. Mọi người không cần phải đi theo đâu. Em sẽ đi với chị. Em nghĩ mọi người bỏ em sao? Chiêu Dương và Mỹ Kỳ, còn tất cả ở ngoài. Mọi người đây chờ tôi. Thank you.
đó. Chiêu Dương, mày bước một bước nữa tao bắt dở sợ mẹ mày. Vậy thì trao đổi đi, như lời mày nói. Quăng cái USB qua đây cho tao. Không được. Cởi trói cho má tao trước. Một tay nhận hàng, một tay nhận người. Chiêu Dương, Lão Bàn đi. Dạ. Xin lỗi lão Bàn, tôi phải đuổi theo Mỹ Kỳ. Sao má lại ở đây? Má, má ơi. Má, má ơi. Má ơi. Má ơi, anh ơi, gọi cấp cứu đưa má tao về bệnh viện giùm. Má, nhờ anh. Chiêu Dương, tao đã tới chưa? À, tôi có số điện thoại của Mỹ Kỳ, có thể lần theo định vị. Đưa cậu đi theo ông chủ, nhưng tôi sẽ cho cậu một số tiền. Nè, cậu cầm lấy. Tôi sẽ đưa ông đến nơi an toàn, sau đó tôi sẽ rời đi. Trần Nam, chạy đi, mau. Lão Bạc,
À, cậu ta chỉ tháp tùng theo tôi. Nhanh lên. Chị, đây là đường cùng rồi. Chị tính sao? Cô chọn đi, giật thẩm hay là giữa cột? Tôi không muốn giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo trước khi chết. Cũng đủ rồi, ta liều lĩnh chọn con đường mình đi, dù biết trước kết cục là giật thẩm. Rất vui được làm bạn với cô. Xuống dưới, chúng ta vẫn là bạn. Chiêu Dương, anh đứng lại. Em, Chiêu Dương, Chiêu Dương, em định làm gì? Dừng lại đi em. Em đã đi xa, không thể nào dừng lại được rồi. Mỹ Kỳ, em đừng bỏ em. Em nghĩ anh không thể che chở cho em được nữa. Kiếp này em nợ anh. Anh yêu em. Em xin lỗi anh. Hôm nay sẽ là ngày đất tội của mày. Ông chủ, mau đi đi. Mày giết thầy cả tao, mày phải trả tội. Cả tao đi. Em sai rồi phải không anh? Không, Chiêu Dương à, nghe lời anh, dừng lại đi em. Chiêu Dương, em sai rồi. Chiêu Dương, Chiêu Dương, Chiêu Dương. Mỹ Kỳ. Xã hội này không cần một người như em tồn tại. Không, em đã phá hỏng mọi thứ. Nếu được chọn lại, em sẽ chọn gia đình. Không, Chị Dương, nắm chặt tay anh. Chị Dương, không, đừng buông tay anh. Nắm chặt tay anh, Chị Dương. Em không xứng đáng nhận được tình yêu thương của anh nha mà. Tha em, chăm sóc cho mà. Chiêu Dương, Chiêu Dương, Chiêu Dương, Chiêu Dương, Chiêu Dương,
Với má rồi đấy má, con có tội với má nhiều lắm má ơi. Trúc Trà, má, Trúc Trà, anh về với em với má rồi đây em ơi, anh về rồi đây em ơi, anh về với em rồi đây. Anh có biết là má và em chờ anh lâu lắm rồi không? Chiêu Dương đâu rồi con? Chiêu Dương đâu? Chiêu Dương đâu rồi con? Má ơi, Chiêu Dương đâu rồi? Chiêu Dương đâu? Chiêu Dương mất rồi má. Cô đã nhảy xuống vực sâu khi bị công an truy đuổi. Má. Má. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má. Má ơi. Bình tĩnh má ơi. Má ơi. Má bình tĩnh lại đi má. Má đừng làm con sợ mà má ơi.
Má. Má ơi, má đừng làm con sợ. Má ơi, má. Má ơi. Bình tĩnh đi má. Má sao vậy má? Má ơi. Má ơi. Má. Má đừng làm con sợ mà má. Má ơi, con về với má rồi đây má. Má bình tĩnh nha má. Má ơi. Má. Em ơi. Má. Má. Má ơi, má sao vậy má? Má ơi. Bác sĩ. Má ơi má. Bác sĩ ơi. Má ơi, bình tĩnh đi má. Má ơi. Má ơi má. Má ơi. Được rồi, được rồi. Bác sĩ ơi, má tôi bị sao vậy nè bác sĩ? Người nhà ra ngoài đi. Má ơi. Mời người nhà ra ngoài đi. Cứ đưa đi. Chị bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi chị. Anh, bây giờ mình phải làm sao anh? Để bác sĩ khám coi sao đó em. Chắc má không sao đâu. Em lo quá. Dạ bác sĩ. Má tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân đã bị sốc mạnh. Tôi đã tiêm thuốc an thần rồi. Bà ấy ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Người nhà cứ yên tâm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nè chị, chị để lên đó đi. Sao giờ này mà chưa thấy về nữa? Chắc cũng sắp về tới rồi đó. Bầu chị Nôn gặp chị xui lắm phải không? Dạ, tôi nghe con Trà nó điện thoại. Mà sao lo quá. Không biết chị xui chỉ về, chỉ gặp tôi chỉ có nhận ra tôi không nữa. Về rồi kìa. Anh Út. Thằng quỷ, cuối cùng cũng được gặp mày. Cảm ơn Út nhiều lắm nha. Anh Út khỏe hả? Hiếu. Cô hai. Cô hai. Ủa, chị xui. Ủa, đây là ở đâu mà sao vui quá vậy? Chị xui, chị có nhận ra tôi không? Ủa, tôi với chị làm xui nào vậy? Mẹ. Mợ ba, mợ đừng có nói là mợ không có nhận ra tôi nghe. Chị là ai? Sao kêu tôi mợ ba? Tôi là Ngọc Lan mà. Má. Dạ, con chào bác. Hiếu, con về là tốt rồi. Mẹ, má con bây giờ chỉ nhớ mình là Ngọc Lan thôi. Má con không nhớ gì hết. Ủa, sao hồi nãy hai bay nói hai bay là con của tao mà. Ừ, dạ thì đúng rồi. Má đẻ ra hai đứa con mà. Ủa, Ngọc Lan đẻ hồi nào vậy ta? Vậy Ngọc Lan có nhớ Út Mót không? Tên nghe sao quắc à. Má, để con đưa má vô nghỉ ngơi nha. Đừng kêu tôi bằng má. Tôi đâu có đứa con lớn vậy. Thôi mà, con đưa má vô nha. Ngoan nha. Bye bye. Bye bye. Con bị cú sốc quá mạnh khi nghe tin Chiêu Dương chết.
Do não trước bị tổn thương, chưa ký ức ngắn hạn, nên bây giờ má con chỉ nhớ được cái lúc má con còn là con gái thôi. Thiệt là tội nghiệp chị xui quá. Cuộc đời của má con là một tấn bi kịch đẫm nước mắt. Cô chưa từng thấy người phụ nữ nào mà trải qua nhiều đoạn trường như má con. Con hy vọng thời gian sắp tới má con sẽ hồi phục. Nhưng mà nói thiệt, thà má con sống như bây giờ mà tốt. Nhìn thấy má con cười còn hơn là nhìn thấy má con đau khổ vì mất Chiêu Dương. Vậy là con Dương nó chết rồi hả con? Dạ. Giờ con đã phải trả cái giá quá đắt cho việc có ấy đi nhầm đường. Chà, bữa nay sao xuyên quét nhà vậy? Con quét nhà đón khách. Khách nào? Trời đất ơi, mỗi khi mày ở dơ như quỷ vậy đó, khách nào mà quan trọng với mày quá vậy? Má cứ nói vậy hoài, con không có biết ổng là ai. Ổng nói là có chuyện quan trọng, muốn tới nhà gặp má để nói chuyện. Tao làm gì có bạn, mày nói xạo. Má. Cái gì vậy? Má đừng có uống rượu. Ổng nói là má phải tỉnh táo để nói chuyện với ổng. Cái ông nào mà dám cấm tao uống rượu vậy? Hả? Bực bội. Dạ. Dạ bác. Bác có phải là bác Mộng Tuyền không? Cậu tìm tôi làm gì? Dạ. Trời, giống niên như hai giọt nước. Anh là Võ Hiếu hả? Ủa sao anh lại có số điện thoại tôi? Rồi gặp má tôi có chuyện gì không? Anh có biết người nào tên Chiêu Dương không? Trời ơi, đừng có nhắc tới bả nữa. Nhắc tới bả là tôi nổi da gà nè. Tôi là chồng của Chiêu Dương. Anh là chồng của Chiêu Dương? Còn đây là Trúc Trà. Bác nhìn coi cô gái này có nét nào quen không? Vừa quen quen nhưng cũng rất lạ. Cô là ai vậy? Trúc Trà. Bác nhìn cái bớt hình con bướm này có quen không? Trại trẻ mồ côi, ánh sáng thiên đường. Đến lúc con 2 tuổi thì ba còn xin con về làm con nuôi. Nó nè, you
nó đây rồi. Má, con, chuyện gì vậy trời? Con mẹ rồi. Chị của con, chị của con nè Hận. Trước kia tôi có một người anh cùng cha khác mẹ, bây giờ có thêm một người chị cùng mẹ khác cha. Một bí mật mà má đã giấu kín trong lòng, má đã gửi chị con vào trại mồ côi. Lúc đó má chỉ là một cô gái 17 tuổi. Má không phải là một người mẹ. Chào anh. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn. Dạ mời chào. Chúc mừng anh chị. Dạ, dạ chào chị. Dạ, xin mời chào. Dạ, dạ qua bên này. Chúc mừng nha. Dạ. Nó dễ thương hết chị. Dạ. Dạ. Chào em. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, xin mời. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Má vui không má? Má vui. Má cảm ơn con nha. Con đã lo cho em con một đám cưới rất là ân ý. Con chỉ cần má hứa là má bỏ rượu thì chắc chắn má sẽ có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên chị em tụi con. Ừ. Má hứa má sẽ bỏ rượu. Dạ. Nói thiệt hen. Dạ. Mẹ đi đường xa có mệt không mẹ? Mẹ không có mệt. Mẹ thấy rất vui. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bây giờ con đi đón một người quan trọng đây. Chị á, có cô con gái rất là ngoan. Thì bây giờ con Trúc Trà nó cũng là con của chị mà. Võ Hiếu, anh Hải mới xuống đó. À, em cứ lo anh Hải không xuống kịp đó chứ. Vừa xong phiên tòa là anh chạy thẳng xuống đây liền đó. Dạ. Mức án dành cho Tên Đạt bao nhiêu năm vậy anh? Sau khi có chứng cứ đầy đủ Tên Đạt tham gia đường dây ma túy của ông Duy Kha, tòa đã tịch thu một số tài sản của ông ta. Bản án tù 10 năm thích đáng cho kẻ phản bội. Dạ. Em cũng có theo dõi các phiên xử đồng bọn của Thanh Trừng. Trần Nam chịu mức án cao nhất là tử hình.
Peter là 20 năm. À, nghe nói phiên xét xử đặc biệt dành cho ông ba cũng sắp được mở. Anh nghĩ ông ta cũng nằm mức án chung thân. Dạ, dư luận đang rất quan tâm đến vụ án này. Pháp luật quyết định phải công tâm phán xử để làm gương cho những kẻ quan tham biến chất. Anh hai. Tới giờ lên sân khấu làm lễ rồi. Anh biết rồi, hai em chuẩn bị đi nha. Dạ. Ngồi đi nói. Mời. Mình đi em. Thôi mình dự tiệc đi. Má. Ngọc Lan, Ngọc Lan đừng có run nha. Nha. Dạ, con mời cô. Dạ, vâng. Con mời cô ạ. Trà táo đỏ. Nghiệt ngã nào làm vỡ tan tình yêu thiêng thừa.